Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lý hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn album của ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Album này Trương Quỳnh Anh có hợp tác với Dương Thế Vinh nữa các bạn. Trương Thế Vinh thì album này sẽ rap, làm rapper các bạn, chứ không có hát. Đây là album Xóa Trắng của Trương Quỳnh Anh. Bây giờ mình sẽ mở cái bên trong các bạn cho các bạn xem nha. Đây là bề mặt trước. Album này gồm có CD và DVD. Đây các bạn có thể xem tem của cục nghệ thuật biểu diễn. Có rất là nhiều bài nhạc khá là hay các bạn. Hình ảnh của album này cũng khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong nha. Đây chiếc đĩa DVD. Còn rất là mới luôn các bạn. Đa phần những chiếc đĩa như thế này mình xem chỉ được một lần thôi. Còn CD thì mình ít khi nào nghe lắm, nên còn rất là mới luôn, hầu như là chưa có hề lay luôn các bạn. Đĩa rất là đẹp. Đây là lời cảm ơn. Mình rất là thích những album đĩa gốc mà thiết kế dạng hộp như thế này, vừa có hộp để đựng đĩa và vừa có túi để mà đựng những sách bì ảnh các bạn. Mà tới làm album này mình làm mất sách bì ảnh rồi. Rồi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Chào các bạn.